Chào các bạn đã trở lại với kênh Sửa Rửa Xe Máy. Lời đầu tiên, Châu Nguyễn Chiêu xin được chúc các bạn hương khỏe, thành công trong cuộc sống. Và mình cũng rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh. Và nếu thấy video hữu ích, chia sẻ với người thân. Và cũng như có những thắc mắc gì, để lại bình luận để thêm kiến thức cùng nhau học hỏi các bạn nhé. Còn ở video này, mình hướng dẫn với các bạn cách chỉnh áp lực máy bơm hơi, hay còn gọi là máy khí nén. Và xin mời các bạn cùng theo dõi. Ở máy bơm hơi này có hai van chỉnh áp lực, đó là van ngắt điện và van xả khí. Đây là van ngắt điện, còn đây là van xả khí. Đối với máy bơm hơi để phục vụ cho công việc rửa xe máy thì ta chỉ cần chỉnh van ngắt điện ở vào khoảng 7 kg là tự ngắt, còn ở van xả khí là vào khoảng 8 kg tự xả khí ra. Và xin mời các bạn theo dõi cách chỉnh. Trước tiên ta nhấn cái nút giữa này xuống để máy bơm vào. Ta đợi một chút để đồng hồ đạt đến 8 kg. Để ta xem nha, ta này đã xả chưa? Thấy chưa xả? Thì ta dùng cái lên 12 để ta bật được cái đồng hồ ta ra. Ta khi xả ra qua rồi. Cái này đã đạt 8 kg trên cm vuông. Van ngắt điện đã ngắt, nhưng mà van xả khí chưa xả được. Thế bây giờ ta lấy cái con nào cũng được ta. Đó, đã xịt. Thì mạnh vừa thì ta vặn cái con 8 ở dưới quá lại. Ta thử tiếp tục để máy bơm hơi. Như vậy thì đồng hồ chỉ giữ ở mức 8 kg trên cm vuông cho bạn đấy, không thể đây được nữa bởi vì đi nó đã xả lên mặt máy rồi. Đây cái máy này đã tự tắt và các bạn nghe tiếng xì, nó lúc nào nó cũng xì ra nên không nghe được. Nói chung về cái van xả này ta đã xả được rồi. Ta đã chỉnh được rồi. Thế tiếp tục bây giờ ta chỉnh cái này còn xuống 7 kg. Bây giờ ta vặn cái này ra khoảng 1-2 vòng. Đó, nửa vòng, một vòng rồi. Nửa vòng, hai vòng. Thế ta lại xả khí ra một. Rồi ta bấm để thử xem 7 kg tan cái điện có tan không. Nếu ngắt được mà chưa ngắt thì ta lại chỉnh lại. Đây là đã báo 7 kg van ngắt điện tự ngắt rồi các bạn ơi. Nói chung là được rồi. Mình nói thêm một chút về cái van ngắt điện và van xả khí. Ở van ngắt điện ta chỉnh như bây giờ là 7 kg thì tự nó ngắt. Nhưng lỡ sau này chúng ta sử dụng nó trục trặc kỹ thuật nào đó, nó không ngắt, bơm hơi cứ vậy bơm vào. Nếu không có cái van xả khí ấy, thì rất là nguy hiểm cho bình. Lượng bình cứ bơm vào đầy khoảng bao nhiêu khí không biết, có thể 10 kg hay trên thì rất là nguy hiểm cho bình. Nhưng có cái van xả khí này, như cứ nãy ta đã chỉnh thì 8 kg là nó xả ra. Như vậy thì bơm cỡ mấy cứ 8 kg là nó xả ra qua rồi, để an toàn cho bình các bạn nhé. Bây giờ mình nói sơ qua về hai cái van ngắt điện này các bạn nhé. Về hai cái van này thì của hai nhà sản xuất khác nhau và hình dáng cũng khác nhau. Nhưng về nguyên lý cơ bản thì hai cái này và một số các cái khác nó cũng tương tự giống nhau, cách chỉnh giống nhau. Thế bình thường thì lượng khí ở bình đưa lên cao dần, ta cao dần đưa lên trên này, ở đây nó có cái dòng nó đẩy thì mới xong rồi. Đây khí nó đưa vào cái lỗ này và nó đẩy cái dòng này, cái dòng này đẩy cái miếng sắt này lên, và cái miếng sắt này lại đẩy cái hai cái lá rene để khi nó đẩy nó cao để nó nhấc lên như này, nó cách ra để nó ngắt điện. Thế thì
nếu ta cần chỉnh 7 kg như mình đã nói, nhưng mà nó chỉ 6 kg nó ngắt thì ta vặn cái này vào, thì cái nò xo lớn này nó nén xuống nặng hơn thì đòi hỏi cái khí cần áp lực cao hơn. Trước có 7-6 kg thì bây giờ nó đòi hỏi 7 kg hay là 8 kg nó mới đẩy được cái miếng này. Nhưng mà tại sao nó lại còn thêm một cái ốc này nữa? Ta chỉnh ốc nào thì trước hết ta phân biệt, ta chỉnh cái ốc ở bên lò xo lớn này, còn cái ốc này ở trong này nó cũng có một cái lò xo nhỏ. Đây, cái này ta vặn vào thì nó cũng đè, đây các bạn nhìn thấy nó cũng đè vào cái miếng sắt, nhưng nó đè bên cạnh cùng là một miếng sắt này. Thế hai cái này nó đè vào nhau, đều đè vào cái miếng sắt thì cách chỉnh nó đều giống nhau hết. Như vậy ta ở áp lực này mình muốn giảm đi thì mình vặn ra theo chiều kim ngược hồ, và cái này mình cũng vặn ngược kim đồng hồ. Còn đối với những cái bình lớn, chẳng hạn như người đó đòi hỏi ở một cái lượng áp lực cao hơn, thí dụ như là chỉnh 10 kg, nhưng mà ta vặn hết cỡ vào rồi mà nó không đạt được, nó chỉ 9 kg là nó ngắt, thì ta mới chỉnh cái thêm cái này vặn vào chút nữa. Đối với bình của chúng ta sử dụng 7 kg thì không nhất thiết phải chỉnh cái bên cạnh, chỉ cần chỉnh cái giữa cái bên là son lớn là ta chỉnh đến 7 kg là được rồi, không nhất thiết phải chỉnh cái này các bạn nhé. Mình lại nói tiếp về cái ống này. Cái ống này nó như thế nào? Một số bạn không muốn hỏi mình tìm hiểu thế nó lạ. Thế mình nói về cái ống này. À, mình đưa lại gần để các bạn thấy cái ống này. Thế thì đây là cái đầu bơm hơi. Khi nó bơm hơi, nó vận hành hơi vào trong nén, vào trong cái bình này. Ở đây có cái van, tức là khí chỉ vào được, không trở lại được. Khi mà đã đủ điện, ngắt điện rồi thì cái van này nó ngắt, thì ở trong cái đầu bơm này, các cái ống này và cái ống này nó còn một cái lượng hơi nào đó. Nếu nó không có cái chỗ xả ra, tiếp tục ta đè điện lên đóng hơi thì nó rất là nặng máy, có thể không quay được nếu như motor yếu, hoặc quay được nó cũng nặng. Thì ở đây họ thiết kế là cái ống này, ở đây có một cái van, tức là ta đẩy cái này lên thì nó xì ra qua này, nó xì tất cả cái khí này để nó sau bơm nó nhẹ máy. Đấy, cho nên cứ mỗi một lần mà cái công tăng này nó ngắt, nó đẩy cái khí này lên để đẩy khí nó xì ra, các bạn thấy không, nó đẩy đó, nó xì ra. Đấy là cái ống này tác dụng của nó là xả khí, những cái khí này còn lại này nó xả lại cho các bạn nhé. Và rồi mình vừa chia sẻ với các bạn cách chỉnh áp lực máy bơm hơi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Và bây giờ mình xin tạm dừng. Bye bye.